Là vậy hả? nghe Nghe cái gì con Ngọc Anh? Lộc ơi, bây giờ đưa Lộc với Thanh vô phòng nào đó nha. Cô Thanh vô trong phòng của phòng 1 có Lý Xuân nè. Cô Lộc sẽ vô phòng của Huyền My phòng 2 nè. Cái cành này mua cho chị. Ngay góc này đúng không? Scissors. Con. Candle. Guidance. Bronze. Oasis. Terrible. Lizards. Lizards. Clear. Clearly. Đi. Understand. The principle. Principle Principles. nhấn ở F đâu? Principle. Springs and provide this wizard kiss and from mirrors for happiness this book also terrible heroes really have just right mindset for happiness. Cultivate happiness must life provide reasons with beneficial source concept đúng nhỉ, có nhỉ concept không, cái từ này là có cái âm đuôi concept tí hỏi lại câu cái thầy câu này em đọc vẫn chưa xem không Concepts, chữ tờ và sờ nó gần nhau và đọc là concepts. concept Nhưng mình nuốt chữ tờ đi, mình nhảy cái sờ thôi. Concept. à concepts mình bỏ luôn chứ mình chỉ đặt cái lưỡi của mình lên thôi chứ mình không phát âm ra đúng không Đúng các rồi, thầy. mà cái chữ tờ và chữ sờ nó hai cái cùng vị trí á, nên là phải âm chữ sờ thôi. Mình nuốt cái tờ đi, nhưng mà nếu không có chữ sờ mình bỏ là concept tờ ra nha. Concepts prime reference systems and a set of codes to simply counter force bus abundance happiness. Qua một ngày hôm qua em không đọc lại thôi là hôm nay nó đã trôi đi mất rồi. Nó là không đọc lại là quên. Ví dụ như Đúng rồi, không chữ hôm cuối qua em cùng không đọc nè, lại là em quên như luôn chữ cuối cùng nè, abundant, á n an bờn bon, abundant, á. Dạ abandon. abundant. Đúng cái này phải chu kỳ nhịp điệu ngày nào cũng phải đọc. Tại vì á em là người mới nên em phải liên Dạ tục tăng cường hơn những người người cũ nữa. Đó, dạ rồi. vâng.
Mọi người lưu ý mình Biết xác thầy. định từng câu thôi, xác định từng câu thôi. Chính vì vậy mà cái IBA nó phải đọc đầu tiên, sau đó mới đến xác bình, đến nghĩa, đến xác bình. Đó. Rồi bây giờ chị Sương đi. Thủy tập xong thì chị Sương đọc đi. Cultivate happiness. Master life is one of the few books in the world that can give readers tangible guidance from the author. Help readers clearly understand the principles and provide readers with the keys and formulas for happiness. These books also have helps readers have the right mindset for happiness. Cultivate happiness. Master Life provides readers with beneficial shows, concepts, prime reference systems, and the set of codes to simply conquer for abundant happiness. Ồ, chị Sương đọc rất là ngon nha. Nhiều âm chị đọc rất là chuẩn luôn á, rất đẹp luôn. Nhiều như từ reader nè, độc giả nè. Readers đọc rất là tốt. Có một chỗ mà hồi nãy Hiếu nghe Thủy với lại chị Sương bị nhầm nè. Nhìn nhìn Hiếu cái chỗ mà right mindset thì tư duy đúng đi nè. Mindset, thấy không? M-E-I-N-D, thấy thấy được cái từ từ chưa? Mind, the, Mai. mindset. Bỏ nút cái đờ luôn, bỏ cái đờ đi. Chứ đờ này nó bị chặn lại mindset, mindset, Mai. mind, mind đẩy lên mũi nè, mindset. Mind. Bây giờ thì Mind. mình tách cái chữ set ra nhá. Bây giờ mình tách cái set ra nè, nó là mind là tâm trí, mind. Bây giờ nó gắn cái set nữa, mình nuốt cái đờ đi, mindset. Mindset. Đúng rồi, mind, cái đờ nhẹ cho nên cái mũi ta mindset. Mindset. Rồi. Có một cái chỗ chị cũng lưu ý thêm là cuốn sách nè. Chữ bờ U là U nè, nhìn cái miệng U nè. Book, book, book. Book. Chị nhìn cái miệng em nè. Chữ U nè. Book. Book. Bờ U bu là bu đâu có gì đâu. Book. Nhảy cờ là book, 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 book. Book. Thấy xưa thấy dễ không? Bu bợ bu có gì đâu mà em thấy gì đọc nó không có ra được cái chữ đó. À, ư, bu, bu, book, 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 book. Nhãn cái sờ nữa. Books, books, book, bookers, bookers, bookers. Ừ. Nghe sắp bằng được nghe ơi. Dạ có ạ. Ừ, em sắp bình với các chị nha. Dạ Đây. anh giúp em một bữa này đi. Đây em đọc đi. Dạ. Cultivate happiness. Master life is one of the few books in the world that can give readers tangible guidance from the author. Have readers clearly understand the principles and provide readers with the
key, with the keys and formula for happiness. This book also helps readers have the right mindset for happiness. Cultivate happiness. Master Life provides readers with beneficial source concept, prime reference systems, and the face of calls to simply conquer full abundant happiness. Ồ, hay quá. Nghe có những cái âm âm đuôi á, em phát âm rất là tốt ha. Thêm được đoạn nối từ chỗ này qua chỗ kia rất là hay. Ví dụ như là a set and set the code đó, bạn nối được cái chỗ đó rất là ngon. Cái chữ mà có lợi nè, beneficial. Beneficial. Đúng rồi, beneficial. Rồi nguồn là Beneficial. source. Source. Đó, cái chữ cultivate các bạn lưu ý là mở to miệng nè. Co. Nó là chữ ớ, nó là chữ ớ thổ độ ba. Co o t v cur. Đánh cái lưỡi lên cultivate. Cultivate, không phải là căng đâu. Co. Cur. Chữ l là o đó, cultivate. 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 Cold this. Rồi, Hiếu nghĩ mình